anh trai được nhắc tới ở đây là Lê Sơn Tùng 22 tuổi, sinh viên trường kiến trúc. Trước đây, Sơn Tùng là cái tên được biết đến khá rộng rãi trong cộng đồng người trẻ bởi khả năng vẽ tranh nét rối cực điêu luyện và có hồn của mình. Thể loại tranh Sơn Tùng vẽ tên chính xác là doodle. Nó có thể hiểu là vẽ một cách cẩu thả, nhưng thực tế đòi hỏi tác giả phải có kỹ năng dựng hình, căn tỷ lệ, sắc độ, mảng khối, ánh sáng hợp lý để tạo hình thù người, động vật, đồ vật từ các nét rối các bức tranh của Sơn Tùng khiến người ta không khỏi trầm trồ, thích thú. Các bức tranh vẽ nét rối của Sơn Tùng từng gây sốt trên mạng xã hội. Tuy nhiên đến với chương trình siêu trí tuệ Việt Nam, Sơn Tùng không phô diễn khả năng vẽ tranh của mình và tham gia thử thách khôi phục các mảnh vỡ. Thử thách này đổi hoài Sơn Tùng với có trí nhớ cực khủng, có sự liên kết và kết nối với các bức tranh của mình trong từng chi tiết nhỏ nhất. Trên sân khấu của sẽ xuất hiện 80 bức ảnh nét rối khẩu ác hoàn toàn khác nhau của Sơn Tùng và mỗi bức tranh sẽ được cắt thành các mảnh ghép 33cm, tạo thành 5.040 mảnh ghép riêng biệt. Sơn Tùng sẽ có thời gian ghi nhớ, sau đó ban giám khảo sẽ chọn 3 mảnh ghép từ các bức tranh khác nhau. Sơn Tùng phải ghi nhớ, quan sát, xác định mảnh ghép này thuộc bức tranh nào ban đầu theo số thứ tự. Ghép được 2 chi 3 bức tranh sẽ vượt qua thử thách. chàng sinh viên Sơn Tùng với phần thử thách trong siêu trí tuệ Việt Nam. Đến tiếp cận những bức tranh của bạn và nhìn những mảnh ghép nhỏ cắt ra, tôi phải nói rằng cái này là cực kỳ khó. Nó khó hơn là nhận biết những bức tranh có màu, tìm ra sự khác biệt sẽ dễ hơn là những bức tranh bằng nét gì, nhà báo lại dân xăm chia sẻ. Đối với thử thách của Sơn Tùng, khả năng mà bạn ấy có được năng lực trí nhớ ngắn hạn rất là khó bạn ấy phải nhớ lại được, không chỉ là không gian trong bức tranh đấy để xác định mảnh ghép mà phải nhớ được số thứ tự nữa. Điều này làm cho tính phức tạp của thử thách tăng lên rất nhiều, giám khảo khoa học phó giáo sư. Thí sinh Trần Thành Nam chia sẻ. Đánh giá mức độ khó của phần thử thách này, nhà báo lại dân xăm cùng tốt tiên đều cho điểm 4 còn hồng dân cho điểm tuyệt đối là 5 năm mảnh ghép được cắt ra từ 80 bức tranh vẽ bằng nét rối, Sơn Tùng phải ghi nhớ tất cả để khôi phục lại mảnh vỡ. Để ghi nhớ chính xác số thứ tự của 80 bức tranh mà Bộ Tài chính vừa mới đưa ra và năm 2040 mảnh ghép, Sơn Tùng đã dùng hơn 50 phút để nhập toàn bộ dữ liệu rối ren này vào bộ não. Bước lên ghế kiêu chiến, chàng sinh viên kiến trúc này đã khiến cả trường quay buồn nổ khi đoán chính xác được 2 chi 3 bức tranh và hoàn thành thử thách khôi phục các mảnh giữa với màn thể hiện quá xuất sắc, Sơn Tùng đã giành được 9 điểm về độ khó từ giám khảo khoa học phó giáo sư. Thí sinh Trần Thành Nam và trở thành thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam với 117 điểm. Các vị ban giám khảo cũng đứng ngồi không yên khi theo dõi phần thể hiện của Sơn Tùng.